Ô, quýt. Chắc là cô Tâm để phần chúng mình ấy. Còn quá. Thế rồi. Ê, mọi người sống thế là không được. Cứ ba quả thì ít ta cũng phải chia nhau. Còn nếu mà không chia ấy thì thôi được, công bằng nhá. Bây giờ có một câu đố nhá. Nếu ai trả lời được thì được ăn hết cả ba quả. Còn nếu không ý, thì nhịn đói. Mọi người có nghĩ mọi người thông minh không? Được, chơi đi. Chơi luôn. Ok, nghe nhá. Ngu mà nghĩ mình không ngu thì nghĩa là ngu đúng không? Đúng. Ngu mà lại biết mình ngu thì tức là không ngu đúng không? Mà đã ngu rồi thì cần gì biết mình ngu hay không ngu đúng không? Ngu không? Nào ngu không nào? Em nghĩ là... Ngu. Không phải. Không ngu. Không đúng. Ngu hay sao ấy? Ngu. Sai. Đúng. À không ngu, không ngu, không ngu. Đúng rồi, không ngu. Quyết định cuối cùng của tôi là ngu, 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 ngu. Không. Hóa ra là chị lừa bọn em để mà ăn quýt của mình chứ gì? Tại vì mọi người ngu. Giết mẹ. Đại ca có tin vui gì về lương thưởng không ạ? Đại ca vừa bị mất tí tiền mặt à? Có một sự tổn thất nhẹ, vì sao? Nếu không phải là lương thưởng tiền bạc thì chuyện gì lại khiến đại ca buồn bã thế này nhỉ? Không phải vì tiền thì chắc chắn là vì tình. Cả cái văn phòng này chỉ có chú là hiểu lòng anh. Chỉ có chú là cảm nhận được những cái vết nứt trong tâm khảm của anh. Trong cái tim anh. À quên, trong trái tim anh. Hiểu cái gì à anh? Ông mới đoán cuối cùng mà các câu trả lời khác đều sai hết rồi. Đến thằng Tí thằng Tèo còn đoán được như ông. Thôi thôi, hai ông bà đừng có lanh chanh nữa. Tóm lại là chuyện gì đã khiến trái tim anh tan vỡ thế này? Thì anh tán nàng xinh như mộng, cao to dài rộng, nhiều điểm cộng. Mì ơi đại ca, cái nhìn cái giường ấy nhỉ? Có cả chiều dài lẫn chiều rộng. Mà tôi nói thì em nó Vân vừa mới off buổi đầu với em ý. Thì em lại phải đi công tác xa. Biết em thích thơ, tôi vắt óc suy nghĩ sáng tác dòng bài thơ để tặng em. Vừa là để tỏ tình với nàng, vừa là để xem nàng có thích mình sau buổi gặp hay không. Nếu có vấn đề gì thì nghỉ luôn, đỡ tốn tiền được cam. Bài thơ của anh ấy cực kỳ tâm huyết, cực kỳ sáng tạo luôn. Anh đọc cho mà nghe. Anh yêu em, chân tay không gian dối, tình chúng mình vô đối phải không em? Anh yêu em thì em yêu trở lại, có bao giờ tính lãi của nhau đâu. Hot girl nào chẳng có lúc xuống giá, hot boy nào chẳng bắt cá hai tay. Đúng. Riêng tình anh yêu em mãi cả ngày. Yêu em, yêu em. Đấy. Hay không? Hay không? Đấy, thơ của anh hay như thế, tâm huyết như thế. Thế mà cô ta nhận được tin nhắn xong gọi lại cho anh và bảo anh thì quá giới hạn rồi đấy. Ô, giới hạn nào? Anh ức quá mới vặn lại luôn. Anh tưởng anh phải làm gì bậy bạ thì mới gọi là đi quá giới hạn chứ. Thế là cô ta gào mồm lên. À, là còn định làm chuyện bậy bạ với em nữa cả. Không có gặp gỡ gì nữa. Dập máy. Ô, thầy không xin lỗi chị ý à? Con gái nó có là không. Anh xin rồi, nhưng cô ấy bảo là tôi chả có gì cho anh ngoài cái này cả. Một phút sau, anh nhận được tin nhắn. Trái tim em chỉ hai lần mở cửa, đón anh vào và tống cổ anh ra. Thơ tần kiểu gì mà cho từ đấy vào, em nghe vô duyên nhở. Này, anh thật tình mà có nhất thiết phải cười tươi thế không à? Đại ca, em xin lỗi. Tại vì mọi khi em cứ quen cái cảm giác là anh Phan chia tay người yêu một cái là nửa ngày sau có cô mới. Nhưng mà đại ca thì chắc phải nửa năm. Anh giận Nana làm cái gì? Nó không có ý định chê anh ấy đâu. Con bé này không biết nịnh bợ gì ai, cũng không biết lươn lẹo gì cả. Nó chỉ toàn nói sự thật với sự thật thôi. Nana mà nói thật thì có nghĩa là anh phải ép a nửa năm nữa. Không, ý em không phải thế. Nana nó gian lắm, ngạ toàn nói điều rồi. Chị nói cái gì cô? Muốn ấy thì im mồm. Thôi đừng buồn nữa, anh có tình yêu chưa chắc đã khá hơn gì FA đâu. Mà này, tí xem cho em cái bài thơ anh viết nhá, để em dùng nó chia tay cái em đang theo đuổi em. Ui dồi, mệt mỏi lắm, em đang đau lắm vì tình thế này. Lần sau tôi chả tâm sự mấy người ở đâu, chả giúp ích được cái gì cả, toàn chọc ngoài với cả đá đều của ta thôi. Ơ kìa. Này, chính ra cái chuyện chia tay của ông rất là đơn giản. Tôi nghĩ ông chỉ cần gửi cho em cái đôi tất mà ông đi từ sáng đến tối. Thế là tôi đảm bảo ông sẽ không bao giờ nhìn thấy mặt em ý nữa luôn. Không, tôi muốn sau khi chia tay các em vẫn giữ hình ảnh đẹp về tôi trong tim cơ. Bây giờ tôi đang có hai em theo đuổi cùng một lúc, mà độ nguy hiểm hai em này thì kinh khủng lắm. Tôi toàn phải tránh mặt. Cho chết cái tội Sở Khanh. Người ta yêu một cô thôi thì còn đỡ đau đầu. Ông bắt cá hai tay, không những thế còn bắt cá bằng mồm luôn. Lăng nhăng như ông rồi sẽ có hình phạt thích đáng. Hình phạt? Hình phạt là thế nào? Sợ có hình phạt nào khi trái tim đập theo nhịp đập của tình yêu?
Trái tim chỉ đập một nhịp thôi, đây anh đập hai nhịp lần, có mà loạn. Ờ, anh đập hai nhịp đâu, anh vẫn đập một nhịp, chỉ là có hai nhịp khác đập theo trái tim của anh thôi. Cứ cẩn thận đấy, rồi chết thì bệnh tim nhá. Ờ, cậu Phan đâu rồi? Anh bảo là sửa ý tưởng rồi nộp cho anh cơ mà. À, Phan vừa bảo có điện thoại xong rồi vội vã đi đâu mất rồi ạ. Thật không? Anh Phan dặn em là nhờ chị Kiều Linh in hộ anh ý cái file ở trong laptop để nộp cho anh Quyết. Với cả anh cũng bảo dù có như thế nào thì cũng không được nói cho mọi người biết là anh ấy đi hẹn hò ạ. Em nói ra mất rồi. Mà đã lỡ nói rồi thì em cũng nói luôn là anh ấy đi hẹn hò với cả cái chị hôm qua anh ấy tán được đấy ạ. Cuộc đời thật chẳng công bằng. Tăng ăn không hết, tăng răng chẳng ra. Cô Linh, đi in ý tưởng rồi mang vào cho tôi. Này để ở được file nào cơ. Sức mạnh phái yếu. Ê, hai người, sang đây, sang đây. Cái gì đấy hả chị? Yeah, anh ăn trưa chưa? Em làm cơm mang đến cho anh nhé. Anh thích ăn gì? Lại một con cừu ngây thơ dính bẫy. Vẫn vừa làm việc vừa tán gái như mọi khi. Ô, lại một con cừu nữa này. Em đang làm bánh ngọt, anh có ăn không? Em mang đến cho. Lại còn bắt cả hai tay nữa chứ. Hả? Này, hai người có muốn ăn cái gì đấy không? Miễn phí đấy. Làm sao? Ờ thì sao được ăn miễn phí mà em lại buồn? Em ngại lắm. Ngại cái gì, có mà em sợ bị phát hiện thì có ấy. Yên tâm đi, lão Phan đi qua chưa cơ. Thật hả chị? Ừ. Thế thì lại ăn. Chào mọi người. Có chuyện gì thế? À Phù Thủy, bà in ý tưởng cho tôi chưa? Ờ rồi. Mà sao ông về sớm đấy? Tôi tưởng là ông đi với gái qua trưa về mà. Đi với gái cái gì? Tôi đi thực tế, công việc hiểu chưa? Công việc? Làm như tôi không biết mà còn phải giấu. Na na, anh bảo em phải biết giữ bí mật cơ mà. Em Phan ơi, em xin lỗi. À tí nữa hai chị bạn gái của anh mang bánh với cả mang cơm đến, em sẽ nhường cho anh hết. Em không đừng ném nào đâu, anh đừng đánh em ạ. Tôi này này, sao lại hai chị bạn gái rồi bánh với cả cơm, thế là thế nào? Chị Kiều Linh lúc nãy lấy máy tính của anh để chat với cả hai cô bạn gái. Hai chị ý bảo là muốn mang đồ ăn đến cho anh. Chị Linh nghĩ từ chối thì tiếc cho nên là... Mà ông ấy bắt cả hai tay làm cái gì? Ông phải biết là ngày này sẽ đến chứ. Có phải lỗi tại tôi đâu. Mọi người làm sao mà hiểu được. Các em bình thường thì không sao, nhưng hai em này thuộc dạng đặc biệt. Biết tôi bắt cá hai tay thì cứ mặt tan nát đời trai. Một em ấy thì nhất đẳng quyền đai karate, còn cô thứ hai ấy thì động tí là khóc, sức thì tại cũng khóc, buồn cũng khóc, đi xem phim mạo khóc, mà xem phim hài cũng khóc. Quái em hơn là lúc nào theo cô ta cũng có một anh vệ sĩ trông kinh lắm. Ông cứ bình tĩnh, lần trước bốn cô đến cùng một lúc mà cũng chỉ bị bốn công nước hắt vào mặt thì lo gì mà bị chấn thương. Nhưng lần trước mấy chị chỉ uống nước thôi, lần này còn mang cả cơm hộp rau dĩa đấy cơ mà. Không hiểu lắm. Tôi không cần biết. Mọi người đưa tôi vào tình thế tính mạng ngàn cân treo sợi tóc thế này ấy. Mọi người tự xử lý đi, tôi trốn đây. Anh Phan ơi, không mở được. Dịch ra. Em chào hai chị, em xin tự giới thiệu, em là bạn gái của anh Phan. Em học karate từ năm 4 tuổi, nên là mấy cánh cửa này chán thua gì với em đâu. Mà anh Phan đâu rồi chị nhỉ? Phan ơi! Anh Phan ơi! Anh Phan! Em biết anh Phan nhà em đâu không? Anh không biết. Không biết. Anh Phan ơi! Anh làm gì dưới này đấy? Văn phòng anh thiếu bút chì màu xanh quá nên anh định cưa đôi cho Trung Dũng sĩ một nửa. Thiếu bút chì ạ? Của anh. Ok, chị dùng tự nhiên đi ạ. Em mời chị. Anh ăn đi anh. Em ơi, kệ nhi thế này không có kẹp thì ăn kiểu gì? À, chị để em. Đây, em mời chị. Anh ăn cơm mấy anh? Ừ. Đây,
nhiên đi ạ. Em lên đây bằng cách nào? Lễ Tân không giữ em lại à? À có chứ chị, nhưng mà lúc đấy các chị đang loay hoay chia nhau quả ổi, em tiện tay bóp một cái, quả ổi vỡ đôi, các chị mừng lắm. Đã thế còn gặp cô lao công muốn uống nước dừa mà chẳng có cái gì để đục, em tiện tay xiết một cái giúp cô ấy, thế là mọi người cảm kích lắm, dẫn em lên tận đây này. Anh chị ăn nữa đi. Ủa mời chị. Tôi xin miếng. Này, cô Tư vừa nhắn tin cho tôi bảo là cái đứa thứ hai đến rồi đấy. Bây giờ bà với Nana xuống dưới đá câu giờ, tôi xử lý cho mày nhanh nhanh rồi tôi xuống luôn. Nhanh nhá. Cơm ngon không anh? Ngon, ngon lắm ạ. Quá ngon. À chị ơi, cho em xin phép ra ngoài một tí ạ. Đúng, đúng ơi. Ủa, ăn tôi, cơm ngon lắm. Ăn ơi, ăn ngon lắm. Sao anh Phương lại đi vắng hả chị? Anh ấy hẹn em chưa đây mà. Mimi mất rồi, em cần anh ấy. Ôi, khổ thân bạn. Mimi là thú cưng của bạn à? Là chó hay mèo đấy? Không, Mimi là thú bông treo điện thoại. Qua anh Phương vừa tặng em là mất rồi. Trời ơi, thế mà cũng phải khóc. Thôi, chị bảo Phan mua lại cho nhá. Không, em muốn Mimi. Mi! Sao chị quá đây? Đứa nào chơi cô chủ? Cái gì? Cô chủ á? Đây là con gái rượu duy nhất của đại ca băng dầu. Sao? Đứa nào nào? Ôi, Mimi ơi! Anh xin lỗi, công việc nhiều quá nên anh không có thời gian gặp em. Nếu anh có làm em buồn thì bỏ qua cho anh nhá. Lần sau mày còn để cô chủ chờ lâu, mày chết nhớ chưa? Nhớ, nhớ ạ. Yêu không? Yêu anh, yêu lắm. Yêu tôi làm gì? Yêu cô chủ. Đừng xin là yêu cô chủ nữa. Yêu, cho xuống. Nhớ rồi, nhớ. May quá, cuối cùng thì hai chị em mình cũng thoát khỏi tên vệ sĩ trăm băng đằng rồng. Sao? Giờ này lão Pha đang ở cạnh cô chủ thì nào đầu cũng bị mưng mủ thôi mà xem. Ô, em định đi đâu đây? Ở lại đây nói chuyện mọi chuyện cho vui. Anh Phan đi đâu mà lâu thế hả chị? Em đi tìm anh ý. Anh Phan, anh Phan đang đi mua nước cho em đấy. Chắc là anh ấy sắp về rồi, em cứ vào kia chờ đi. Được, thế em vào phòng vệ sinh make up lại rồi đợi anh ấy luôn một thẻ chị nhá. May đấy, cái quả này với quả dưới kia mà gặp nhau thì... Hôm nay lão Phan mà thoát khỏi hai cô kia thì chính tay chị sẽ xử hắn. Đúng là ăn tạm chị nhỉ? Không tìm hiểu rõ nguồn gốc xuất xứ gì cả. À đây rồi, giải quyết vụ em Mimi thế nào? Xong hết rồi, vài lời đường mật của tôi ấy là nàng nín ngay. Tôi còn tiễn nàng vào phòng vệ sinh để rửa lại mặt mũi cơ mà. Thế còn nàng kia đâu? Để tôi xử nốt nào, đâu rồi? Cái gì cơ? Chị Mimi cũng trong nhà vệ sinh á? Ừ. Này, ông cầm lấy. Trong đây có số điện thoại của ông anh họ của tôi làm ở khoa chấn thương chỉnh hình. Ông cứ bình tĩnh, nếu mó chỗ nào thì các có người lo. Ê! Anh Phan! Thế này là thế nào? Thế nào là thế này? Chấn thương chỉnh hình. Các em làm gì làm đi. Đúng là kết cục đáng thương cho một kẻ đáng yêu ấy. Không ngờ cái em karate ra tay dã man thật. Thế thì chị chưa biết rồi, anh vệ sĩ của Thỏ Bông ấy còn ra tay mạnh hơn nhiều, em còn được xem trực tiếp cơ mà. Tất cả ấy là bà, sao đừng có đụng vào điện thoại hay bất cứ thứ gì của tôi nghe chưa? Tôi biết rồi, thì lúc đấy tôi cũng chỉ định kiếm cái gì ăn thôi. Mà ông ấy công nhận cũng tài, chia tay được hai quái thú mà vẫn đi lại bình thường. Chân cảm thế này mà bảo đi lại bình thường á? Chả bình thường à, vẫn còn đi được. Tôi nói cho ông nghe nhá, có đầy đôi ấy, chia tay xong oánh nhau nhưng mà phát là liệt giường luôn. Đi lại là phải chuyển sang xe lăn. Thế là may rồi. Tốt hơn hết là từ giờ trở đi, ông chỉ nên yêu từng em một thôi. Nó gọi là bắn tỉa. Bỏ cái kiểu mà súng lên thanh với bạn đạn chùm đi. Mới mong mà tay qua nạn khỏi được. Chuẩn, tôi phải cố gắng tránh cái hạn này. Năm nay chắc chắn là một năm xui xẻo với cái đường tình ái của tôi rồi. Hôm qua tôi đã chia tay tất cả các em, chỉ giữ lại một tình yêu duy nhất. Cái người con gái mà tôi yêu, tôi thích. Tôi có thể từ bỏ tất cả các em khác vì em đấy. Thế cái em đấy vẫn còn mê ông chứ? Đương nhiên là mê rồi, mê như mèo mê cá, giá mê gạ, thợ cạo mê tóc, cá lóc mê run, dây chun mê cặp quần. Ừ, mê cực kỳ ấy chứ. Đấy,
Vừa nhắc đến nàng gọi luôn. Alo. Ừ, anh đây. Anh đau lắm. Anh bị làm sao á? Thì hôm qua anh bị hai cái bà. Anh nhầm, hai cái bàn rơi vào một bà cùng văn phòng anh. Anh lao ra đỡ. Thế nên mới ra nông nỗi này. Ừ, em đến đây để thăm anh á. Ừ, em đến đây luôn đi. Chào anh chị ạ. Ôi. Anh Phan. Ui, Nga, sao em đến nhanh thế? Em ngồi đây đi. Ui, tai nạn xảy ra thảm khốc lắm. Nên anh mới thành ra nông nỗi như thế này. May mà anh đã cứu được bà ấy. Bà ấy... Bà ấy đây thôi. Hả? Cảm ơn đi. Cảm ơn. Tôi mà. Cảm ơn ông. Đấy, em thấy cơ. Em đến đây để hỏi anh rằng không phải là một cô mà là hai cô gây ra chuyện này đúng không? Có phải hai người đấy có tên Facebook là Thỏ Bông và Sức Mạnh Phái Yếu không? Thế là như nào? Hai người ấy đã lập hội Những Người Ghét Phan Sở Khanh trên Facebook mà anh chưa biết à? Còn up cả clip anh bị đánh ghen lên nữa đấy. Vui lắm. Ôi. Em đến đây không phải để thăm anh mà để chào tạm biệt anh. Anh không xứng đáng với tình cảm em dành cho anh. Ok ạ. Vĩnh biệt. Ừ. Nga. Nga. Ây. Cấp cứu. Anh có sao không? Đau đau. Ây. Gãy gãy nước cái chân này rồi. Anh ngồi đây chờ tôi một lát, tôi vào làm thủ tục nhá. Ê, chào em. Em chào anh ạ. Em cũng là bệnh nhân mới ở khu này à? Dạ vâng ạ, còn anh ạ? Xin tự giới thiệu với em. Anh ấy là Phan Lãng Tử. Anh ra nông nỗi này là vì anh vừa cứu vài cô gái thoát khỏi một vụ tai nạn giao thông đường bộ khủng khiếp. Thế còn em? Em tên gì? Mà tại sao phải vào đây? Em tên là Thúy ạ. Em bị vào đây là vì cứu mấy anh chàng trong vụ tai nạn giao thông đường thủy anh ả. Kìa, nói kìa rồi. Con này cứ chồng chị kìa kìa. Xử thôi. Đi. Em giỏi nhờ. Mày có chuyện đằng trời. Sao mày dám cập bồ với chồng tao? Định phá hoại hạnh phúc gia đình tao phải không? Này, các cô là ai đấy? Thế còn anh là ai? Tôi là người yêu cô gái này. Tôi chưa giờ thấy bạn gái tôi đi với chồng các cô cả. Thế à? Kinh nhờ. Có cả đồng minh nữa cả. Mày định chối tội phải không? Phải làm gì hai đứa này bây giờ chị? Đánh cả hai chứ còn sao nữa. Cho vào hoa hồi sức cấp cứu luôn. Lôi chúng nó ra kia đánh cho nó gọn. Cứu em.